Rồi vừa mất con lại lên con tiếp theo anh em ơi. Hay quá. Hay quá. Trời ơi vợt. Ôi đừng đứng ngay, đứt dây, đứt dây. Từ. Hả? Buộc lại túm lại cái vợt đi. Giờ sao? Đừng ký, đừng ký vào đấy, đấy. Đưa đưa nó ra, đưa ra. Đứng đưa đưa, đưa đưa ra ngoài, đưa ra ngoài. Đưa nó ra ngoài. Đưa vợt vào, đưa vợt vào con cá đi. Thì nó mắc cây kìa. Nồng lại đi. Giấy phát một bục. Nó giấy. Rồi xúc chấm đen rất là mốt luôn. Có dây anh em, cái vượt có dây. Trời ơi. Rồi hay quá. Cho vào trong, cho vào trong bờ. Cho vào trong bờ. Rồi túm lại cái vợt đi. Rồi, nhổ gãy phao. Rộng bự không? Lấy cân đầu giường em á. Số con này không bị mất. Xong chấm đen ăn quá kinh luôn anh em ơi. Vừa mất một con lại lên một con nữa. Ăn miệng đàng hoàng luôn. Rồi vào lấy cái dây cột lại này. Cột lại vợt này. Thế trườn ra kìa. Thì bạn ơi hãy cho lên tin. Nó chui qua được hay quá. Ấy cá vào ven bờ cả. Rồi 2 ký hả? 2 ký. Rồi chấm đen nôi mất cần luôn, hay quá. Rồi nhứt. Rồi quá lừ lừ đi rồi, xong rồi. Người ở lại cần đi nhé. Để nó đi, cho nó đi, từ từ đi đi. Con bé nó vào dây, nó đứt dây á. Nó rơi nó không đi nữa. Người không cần máy nó đi về hết rồi. Ở kia có cái cây dài kìa. Nép tường á. Ống nó nhộng nhẹo. Để cho nó lấy cái cây kia đi. Ở bên ngoài, bên ngoài chứ. Bên ngoài. À, nó đi ra ngoài nè. Đấy, tóm này ông đưa vào này. Không, sang bên này, sang bên này, sang bên này, sang bên này. Đi sang bên này. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, sang bên này. Tóm. Tóm, tóm, tóm. Rồi, mày chết với tao. Rồi. Đến lúc tóm đến cần đi.
cá vẫn đang đi mà tóm vào cần nó tuột ra hay không? Đấy, nó lộn lên kìa. Của em không có ngại anh. Đúng rồi, câu cá chép. Nó trùng dây rồi. Câu cá chép thì ai không ngại. Vừa nữa kìa, nay ông tài nay chim. Bực tức thế. Nhìn người ta câu hết cá này. Kéo. Trời ơi. Gì anh Thành ơi, nhìn cái đuôi nó bự ấy. Không, đuôi cá trôi à. Đứng đây ghế đi. Xúc ai xúc cá kiểu hứa. Từ từ nó lồi đầu lên đấy, ông chộp thế. Đứng lên cái ghế con á. Đứng lên cái bàn nè. Đứng lên cái kia này, dây dài quá gì. Thế nó lồi đầu này xúc không? Cá lầy mà thi lầy bắt con cá trôi 4-5 kg bắt được không? Không. Yếu quá. Thường là dớt đi rồi đó. Trôi gấu rồi anh em ơi. Không, có con mấy ký á. Vâng, có con 2 ký, 1 ký, 3, 4 ký có người lên rồi mà. Mồi gì hay quá đi. À, bảo chú mọi khi câu bên kia hôm nay mới cả thả cá chép đi chấm đen á, không thấy chú. Nó khỏe lắm, chưa nổi mặt đâu. Dòng con này nó nhiều cảm giác lắm. Nâu xúc được, phê. Con trôi nó khỏe, trông thì đấy nó có nổi mặt đâu. Trừ thợ của anh nó ép thì nhanh hơn chút. Bầu trời trong xanh, cần cong như lưỡi liềm. Chưa nổi mặt làm sao xúc được. Mắc vong rồi. Vâng, trôi nó khỏe mà. Mắc vong rồi. Mắc vong. Mệt chung mày, tao mệt chung mày. Rồi. Vô. Tao toát mồ hôi đấy mày. Được giang tầm lâm hết trơn luôn. Hơn nhau cái cảm giác đó. Được dòng nó. Cẩn thận, thôi hết rồi, không gãy phao. Hết rơi rồi. Gãy vào. Được. Không gãy được. Rồi, còn một cái ở miệng nữa. Quá đá luôn này em ơi. Cho. Quá đã luôn.
À mọi người ơi. Hay quá anh ơi. Lư lư này là xong rồi đấy. Lư lư đi là chấm đen rồi đấy. Không chép nó lên ngay anh ạ. Đi lư lư này tàu ngầm điện rồi. Chưa kịp lắp vợt. Chưa lội mặt, chưa xúc được anh ơi. Anh mà gặp con lớn, con sai lớn 4-5 kg luôn á. Đúng rồi, nó nuôi xin xệt vào rồi. Trời ơi. Hàng khủng rồi. Ôi. Trời ơi, nhìn nó kìa. Đã. Nó phải nổi chứ đâu nó nên được, nó còn khỏe mà. Con cá mới lại 4-5 kg thật nhỉ. Quá. Hay quá. Trời. Con này con trị giá hơn con này á. Quá lớn luôn. Khiếp bỏ. Nuốt luôn. Nuốt luôn xong rồi. Nuốt là không hợp lệ, ở miệng mới hợp lệ đúng không? Sâu nó quá rồi. Hay quá anh Dương ơi. Thế mình cũng tập thành cao thủ chứ. Em mày lướt gì đấy? Rồi. Con này chưa phải là khủng nhất đâu. Đây là 4 kg, còn con bự hơn á. À. Quá khủng. Lư 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 đi. Anh em ơi, lỗ cần luôn. Rồi dính chấm đen nổ cần luôn anh em ơi. Dính chấm đen nổ cần luôn. Không nhìn thấy đầu làm sao vớt được. Rồi vào miệng với tính. Một lưỡi. Khuyên mà không ăn lưỡi anh ơi. Ăn vào khuyên. Chung chung cái dây xuống này. Chung chung cái thôi. Rồi thả nó xuống luôn anh. Khuyên hồn tính. Không. Không không tính mà. Tại vì chấm đen là vào miệng mới được tính mà. Không tính luôn hả? Vâng. Không tính thật luôn hả? Vâng, chấm đen là vào miệng mới được tính. Mà giờ chỉ cho mang về một con thôi.
Anh không có vợt mà. Thôi thấy cần luôn. Cá khuyên sắp. Chấm đen sóc, chấm đen khuyên á. Bây giờ chấm đen chỉ cho mang về một con này với khuyên bao nhiêu tiền đấy? Khuyên 300 500 cái gì á.